Cái này thấy cái này thôi. Khoai à chị ha? Chị thấy cũng không nhiều lắm, thôi nặng thôi nặng đi hả? À. Không phải là xuất sắc thôi. Tại vì bữa hôm qua giờ trời chị bỏ không nhiều. Bữa hôm kia chị bỏ không nhiều. Bữa hôm qua chị bỏ đúng nhiều luôn. Thì gió đông quá kìa buổi sáng. Hôm qua chị bỏ gì đâu hoài đâu. Thế lại bữa nay làm được nên nhát quay. Quay cái mô mình, cái mô cần thiết thôi. Mô to to rồi quay. Đúng rồi, nó thường thôi, mất thời gian thay vào đó tập trung làm được hơn. Như hồi trước thì tiếc thiệt. Trừ tí chi từng trời không có thôi cũng làm biết chị Loan rồi, bòn tới cái giọt cuối cùng tao rồi. Cái đã thì cái anh Bi qua em được. Tạo cái gì? Trời sáng muộn này. Đào kinh rồi. Mai chỉ có Na thôi à? Ai nói ta? Nãy em nghe Hiền nói kêu Na nghỉ, chị Loan nói em qua bên đó. Mỗi ngày mua á. Yên là thứ yên 3, chứ. 4, 5. Yên thôi chứ Na đâu nhắn tin chưa cho chị đâu ta. Thì chị hỏi lại. Chụp hình cưới tội gì. Nói đừng nấu ăn rồi cuối cùng nấu ăn
đón đón chị uống rưỡi không ăn là ế không nó ăn là ế nó là nó cho không đét mẹ tính quá thiệt không mà thiệt mấy lần rồi đó trừ là ngày một nó với chị đủ người nó ngày nay do con mẹ mẹ Hằng nữa qua trễ nữa Hằng chỉ thiếu thiếu chị cho mẹ hậu anh nữa mẹ em á mẹ từ ở quê hay dùng á sáng em nghe gần xong ráng xíu đau rồi đấy đau lắm rồi đấy đúng không em nước mắt lên nè về nhà cái ngày nhé qua này thì tao tê trời ơi đến từng giây từng phút nhìn mãi 19 giờ sáng cái đúc nhìn... ăn cái uống sữa đúc ăn uống sữa đúng không ừ gần hết ngày rồi bây giờ ngó mãi 19 giờ tức là đang ngồi nghĩ cái cảnh giờ vừa mới làm việc mà mình dậy làm được bao nhiêu thứ điên đấy nếu mà đi về nhà dậy sớm á thì ông thường cứ dậy sớm đó đừng quên mất rồi hết giờ à hậu dần xong rồi đúng không bảy còn ba lần em đứng này em qua em hú cơ dằn mà nếu ra không chạy ra vậy vô coi thử coi quân đi không nhanh gì trơn còn như cái ống mở cửa kia rồi cho khách qua chưa ta khách vô trước hết chứ chị điện ai mà chị hả ở này không dạ. Qua rửa mặt có đứa mô này không chị bên Tân An mà không à tự nhóm riêng gì luôn ạ à cái này là nhóm Hoàng Diệu đang cái kem hết rồi chị hả bị điên luôn rồi bị chạm rồi thôi gần xong rồi xíu nữa ta em xong cái em cho Phương lên cho nó đi trời sáng cà phê ta nói lẫn vô kiến lửa luôn trời nè nè cái họ đi cà phê cho ông mát á cà phê điều hòa mà ta nói đông kinh dị luôn chị về là mấy người bay vô ngồi không có chỗ ngồi đứng chờ đó đó cà phê mà xếp hàng đứng chờ cái đóng thôi mình về mình làm xong mình về mình đứng lên cái mấy người mình dễ sợ. Ủa
Thôi chắc em gần xong rồi. Lúc cần người thì không thấy đau. Thì cái đây nó làm gì ấy ta? Làm chi mà bạn đi ôm ba mặt một đứa đang chuẩn bị sang nữa. Mấy đứa làm chậm á, mấy đứa làm mấy cái khâu nó chậm, chị làm nhanh á. Sụp 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 xong. Làm chi tùy theo tình thế. Đông cũng như ấy, làm từ 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 từ.